Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Mình mới đi mua dụng cụ mà để làm cho YouTube về các bạn ơi. Đó, dụng cụ thì mình có rất là nhiều rồi mà bây giờ mình mua thêm á, mới đi chợ gì đây? Best Buy. Best Buy. Đọc cho nó đúng nha. Biết có đúng chưa nữa, chưa đúng có bằng sữa. Rồi bây giờ sẽ lấy những gì trong này mình mua nha. Đây là cái đồ gắn máy quay phim hoặc là gắn phone để cho mình quay này. Đó, một cái này open hết nha. Và một số dụng cụ cũ hồi trước đến giờ mình cũng bày hết ra trên này. Rồi tiếp tục là cái máy camera mà mình cần mua ngày hôm nay nè các bạn. Đó, rồi còn nhiều thứ trong này nữa. Này gì ta, cái headphone. Rồi này gì ta, cái tay cầm cho cái máy này nè các bạn, máy GoPro đó. Máy này mình cũng mới mua luôn, $700 là tổng cộng thuế luôn đó. Đây GoPro để mình quay có thể cảm diễm rớt hết á, mình quay ở dưới nước hoặc là mình quay ở trên cạn mà cho nó chống rung á các bạn. Đó, đây cái hộp của nó, đây cái hộp của nó gồm có sao rớt hoài vậy, pin đầy đủ ha. Còn gì trong túi này nữa không? Túi ba gam. Mình thích cái chân máy quay phim này, nó rất là nhẹ, mình mua cái chân máy này luôn. Đó, nó cho một cuốn sổ, mình nạp thẻ vô trong cái cửa hàng này thì mình được giảm giá 10% cho tất cả những cái đồ điện tử mà mình mua nha các bạn. Cửa hàng Best Buy. Nói tiếng Anh vậy đó. Rồi kế tiếp nha các bạn, kế tiếp bây giờ mình sẽ review, mở tất cả những cái đồ dùng ở đây. Mình mới mua xong mở hết nha. Đó, có cái máy Google này, bữa hôm đó mình mua về cái mình vội quá mình quay á, mình cần quay mình mở ra sớm quá nè các bạn. Cái này không phải máy Google, cái này là cái chân cầm, cái tay cầm để quay máy quay phim nè, để cho nó chống rung nè. Bán đủ thứ, cái này như mình mua 400 là phải, 300 mấy, $400 mua cũng lâu rồi mà chưa có mở nắp này, chưa có mở ra xài luôn á. Rớt tùm lum vậy. Rồi, open thôi, nãy có con dao ở đây rồi mà. Bây giờ làm chi các bạn, phải mở hộp, đập hộp sớm mấy cái này để ra vườn quay phim. Mấy bữa này mình quay cái iPhone đó, các bạn chê là màn hình không có rõ, tiếng cũng không rõ, rồi cái tiếng nó nhỏ quá. Có cái máy này nè, đó, cái máy này là từ khi mình làm YouTuber đến giờ đó các bạn. Các bạn xem mình đổi bao nhiêu cái máy này ha. Cũng là cái tật hậu đậu quá các bạn. Hậu đậu rớt đồ số 1 thế giới. Rớt nè các bạn, để mình show những cái máy mà mình bị rớt cho các bạn xem nha. Đây, giờ để đây ha. Đó, thứ nhất cái máy này mình để đóng bụi luôn nè các bạn. Cái máy này là cái máy đầu tiên của cái kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Nhưng mà cái này lúc trước mình chưa làm YouTube á, là đã mua chụp hình quay phim cho đây gia đình á. Mình mua năm 2015 á, mãi tới năm 2017 á thì mình mới mở kênh YouTube, thì mình mới lấy cái máy Canon G7X. Mà cái này của một mình xài được tới năm 2000, từ 2017 mà tới năm giữa năm 2018 cái nó rớt. nó hư các bạn ơi, nó rớt bao nhiêu lần rồi, nó bể luôn cái màn hình này các bạn. Bây giờ mình show những cái máy cũ của mình ra, tội nghiệp. Nhìn máy này nhớ mới đầu mình mới mở kênh YouTube nè các bạn, rồi mỗi lần ôm cái máy là nó nhớ kỷ niệm gì đâu luôn á. Nè, ôm cái là nó quay lại tất cả những cái video mà ngày xưa mình đã quay. Mình nhớ vậy đó, nhớ từng cái video mà nhớ không nổi, nhớ chặt chắc nó loạn.
không biết sao mà mình cầm máy quay phim chụp hình cái tay mình bị gì các bạn ơi, nó rớt hoài. Bữa này sắp tới á, là mình sẽ cột một cái dây, cái mình mắc mắc ở đâu ở trong người mình á ha, lỡ nó có rớt thì nó cũng lủng lẳng như thế này nữa, nó không rớt đất. Máy này rớt đất là hư liền. Thứ nhất là nó hư cái này này, hư cái ống kính á, nó ra vô không được, mắc kẹt quay không được. Rồi cái máy đầu tiên của kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ, rồi một cái đó các bạn thấy chưa, thấy rõ chưa, ụp nó xuống tí hay quay cái bài lên tí. Cái bàn quay phim của mình đó các bạn, tăng lên tăng xuống được đây các bạn, đó thấy chưa. Kế tiếp cái máy này rớt, máy này rớt. Cái lúc đó tiếc tiền không có dám là lên trên online mua cái máy mới, cái bắt đầu cái đi lên cái chỗ mà dân mạng mà người ta xài đồ, người ta bán lại đồ cũ đó các bạn. Máy này nè, đó máy này là mua nửa năm 2018 đó, cuối năm 2019 nó bắt đầu mình mua máy này. Máy này là máy G7X Chu, nhưng mà người ta bán lại, người ta nói Chu thì mình tin là Chu thôi chứ mình không biết cái gì hết trơn á. Cái biết sao không các bạn, về quay ngộ đời lắm, quay thì thấy cũng ok đó, mà sao cái mặt của mình á nó đâu có bị chấm dính chấm đâu, mà quay lên có thấy chấm dính chấm, mà mình ráng mình quay cũng chắc cũng mấy chục cái video á. Sau đó mình nhìn mình xấu quá, mình đã xấu sẵn rồi cho vô cái máy này nó còn xấu hơn nữa. Cái mình càng ngày càng buồn các bạn, càng quay càng buồn. Ủa sao ở ngoài mình soi gương đâu có đến nỗi mà sao mình quay cái này nhìn mình gớm vậy ta, mỗi lần mở lên nhìn mặt mình không dám nhìn luôn. Cái mua 200 nha các bạn. Nếu mà thiệt ra cái máy này lúc đó mà mua ở ngoài đúng á, năm 2018 á, là mua phải là 600-700 đô, mà ông xã mình mua người ta bán lại 200, về quay cũng được nè các bạn. Các bạn thấy không? Đó, thấy mình không? Mình không? Đó, bây giờ vừa rồi như cái video mà ăn trứng vịt lộn á, mình có lấy lại cái máy cũ mình mua lại của người ta đó, mình quay cho các bạn xem. Cái xong rồi cái em xài máy này quay được khoảng 100 cái video, cái bà đầu chán chán nói đi lên trên mạng mua cho em một cái máy mới nữa đi anh ơi. Cái ảnh mua máy này về cho mình, máy này mình xài chắc từ năm 2019 là phải. Mua máy này có mấy tháng rồi mình lo mình mua máy này. Đó, năm 2019. Cái sao nó hư các bạn biết không? Nó hư. Nó hư các bạn xem không? Cái máy này nè, ở trong này nó có mấy cái con mắt này để đóng tới đóng lui nè. Máy mà cái quay cái mặt nó lỗ. Đây. Mua lại đồ trên online nó không có chắc chắn các bạn ơi. Giống như người ta xài gặp cái vấn đề gì đó thì người ta mới bán lại cho mình, mà mình tính là mình mua 200 là cũng mắc. Tại vì mình mua xong mình xài cái mặt mình nó không có, da mình nó không có đẹp, nó có lỗ, nhìn thấy ghê lắm. Cái bắt đầu nói đi mua máy này cho mình. Đây, máy này là mình mua cuối năm 2019 là cũng bây giờ chắc cũng bao nhiêu năm nữa ha, 5.5 năm gì đó. Cái mà làm rớt này các bạn, cứ ra vườn quay á, trộn đất trộn phân bắt đầu nó dính đất, cái tay phủi phủi xong rồi cứ cầm cái máy quay tới quay lui, quay làm sao cái nó rớt là nó quẹo luôn cái ống kính này các bạn, nó quẹo hết trơn luôn. Rồi trước khi mà nó bị rớt là nó cũng hư sẵn rồi, không biết mình mua xong mà nó mình quay đó mình quay khoảng được chút là nó kẹt bíp cái đó tắt, nó vậy đó, 5-10 phút hay 2 phút hay nó thích tắt lúc nào là nó tắt, nó không cần biết á. Là mình đó bây giờ mình quay nè, đó nó kêu hoài vậy đó, nó kêu rồi nó tắt. Cái máy G7X Chu nha, mình mua năm 2019 nha. Mấy năm làm YouTube nè, một cái máy, hai cái máy, ba cái máy. Rồi. Còn cái này cái GoPro. Đây các bạn, mua rồi mà xài có mỗi một lần quay video ăn thịt nướng gì đó. Đó, rồi bữa nào sẽ đi ra ngoại cảnh, đi ra biển rồi đó thì mình sẽ quay nhà, quay cho nó khỏi lắc. Đây, máy này thì mình mua 700 đô. Cái hộp nó đây, dụng cụ của nó đây, đầy đủ. Đó. Rồi còn gì nữa? Còn đây, nhiều bạn hỏi mình đó
Là chị ơi, hồi trước chị làm video mà ASMR, cái video mà nhai nghe tiếng động âm thanh nó rõ ràng mà nó kêu rột rột á, là chị xài cái nào, phần mềm nào, cái nào để làm tạo ra cái âm thanh đó? Thì đây, cái này đây các bạn, bạn nào thích mua thì mua này về thì xài thử nha. Ở Mỹ cũng dễ lắm các bạn, người ta cho mình xài thử trong vòng 15 ngày, 15 ngày nếu không được thì mình đem ra trả hoặc là đổi lại cái khác. Ở nước Mỹ rất dễ, cho nên đồ điện tử ở đây mình phải thử, mình coi được thì mình mới xài, còn không được người ta cho trả lại hoặc đổi lại nha. Đó, này là để phần thu âm thanh, rồi chỗ này gắm cái headphone, chỗ này gắm cái tai nghe gì đó, xong rồi để về nè, đó, hoặc là để ở trên đầu vậy nè. Oh. Thiệt tình, hoặc để trên đầu vậy nè. Hồi trước mình làm một cái cây gì á, cái mình để trên đầu vậy nè các bạn. Thứ nhất á, mình để ngay đây nè, cái mình thu ngay cái phần miệng mình thôi, ngay phần miệng vậy nè, cái ăn ăn. Còn mình để cái này mà nó ngang ngang với cái mũi là mình thở nó nghe, nó nghe giống như mà một cơn gió bão mà thổi qua cái ống cống đó, mà nó kêu nó kêu thấy ghê lắm. Cho nên nó thu ASMR là để đây là hay nhất. Đó, lúc trước mình làm một cái cần, mình kéo từ đó đó, mình để ngay đây, cái mình nhai nó nghe rất là rõ luôn, mà nó không có bị cái hơi thổi của mình phù phù vô trong á. Còn các bạn nào mà để ở dưới này á, mình ăn cũng bị cái hơi mũi của mình với cái hơi miệng á, mình thở là nó nghe rõ ràng, mà để trên này là rất là hay. Đó, bây giờ mình không có làm, ít có làm video ASMR, bữa nào rảnh thì làm lại. Thì mình chỉ lại cho các bạn xem, tại nhiều bạn hỏi nó cái âm thanh của trong cái video đó rất là hay. Thì đây, đây là cái máy đó đó. Rồi cắm thêm cái headphone, rồi cẩu thêm cái cần nữa là xong thôi. Ngồi đó cái nhai, thắp điện sáng lên xung quanh sáng hết, để cho cái video nó rõ. Rồi chưa gì đó, hậu đậu này các bạn gãy gãy mất tiêu này rồi, không biết. Coi, chịu nổi không? Rồi đó, nó vậy thôi. Từ nãy giờ nói tới nói lui toàn là khoe máy cũ không. Đây đây đây, còn một cái máy cũ này nữa. Cái máy này cũ mà cũng như mới, mới mà cũng như cũ, mua về quay được có 2-3 lần thôi. Đây, cái máy này là Sony, cái ở trong này nó có cái con mắt này các bạn, mình đây nè, nó lắc nè, mình đi mình chao đảo con mắt nó lắc theo, cho nên làm cho cái màn hình của mình nó không có bị rung đó. Cái máy này lúc trước đó, nó mới ra mình mua 1.300 đô la, mà bây giờ mình ra chợ chợ điện tử nè, mình thấy giờ còn bán có 1.100 à. Nếu thế vô là 1.100, lúc trước mua chắc cái máy này năm 2010 mấy đó, không biết, không nhớ nữa, mình mua 1.300 nha các bạn. Quay cái âm thanh rất là rõ, cái âm thanh nghe rất là ấm áp, nhưng mà cái gì ta, cái hình á, mình thấy nó vàng quá, sao mình không thích cái hình vàng nha. Nói chung là cái hình, cái nước màu của nó hơi vàng, hơi nâu. Hiệu này là Sony đó, 4K Sony nè, nó có con mắt lắc lắc vậy thôi. Rất là nhiều đồ dùng để cho mình đầu tư, mình làm video cho các bạn xem đó, nhiều lắm. Còn mấy cái máy kia nữa, bữa nào rảnh đưa lên. Tìm không ra các bạn ơi. Còn một số máy cũng ngộ đời lắm. Đây, cái chân. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở cái máy Canon G7X2. Đây các bạn, máy này thì mình mua bây giờ đang on sale ở ngoài chợ Best Buy, đang on sale nha. On sale bớt 100 mấy đô la đó. Nếu mà đáng lẽ mình mua thuế xong thì khoảng 700 mấy, mà bây giờ thuế xong khoảng 600 mấy thôi. Giờ mình sẽ mở ra nha. Mở đường nào vậy? Đây, mở hộp mở hộp cái máy để đi ra vườn quay là coi chừng bị rớt nữa nha. Đợt này là mình sẽ cẩn thận hơn nhiều lắm, mình sẽ không thờ ơ nữa, để cho máy rớt tội nghiệp quá, rớt bao nhiêu máy rồi. Cái tay mình kỳ lắm các bạn, không biết sao nữa, từ nhỏ giờ mình cầm đồ rớt hoài, nó mỏi
nó mỏi xong cầm nó rớt, với lại cầm mình không có tập trung. Tập trung là mình cầm đồ mình nghĩ chuyện khác, cái bắt đầu nó rớt cái máy à. Đây G7X2, máy này là tất cả các YouTuber mà đa số mình thấy là 80 đến 70%, 70 đến 80% là sử dụng cái máy G7X2 này nè các bạn. Đợt trước á mình có mua cái G7X3 đó, mà cái màn hình nó vàng khè, nó vàng lắm, nhìn nó không có thích hợp để mà quay video. Nước hình thì rõ nhưng mà nó màu vàng. Đây ha ha, review cái máy mới đây. Taren 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 taren. Wow, máy mới đã về kênh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Mình sẽ quay những video thiệt là rõ cho các bạn xem. Chụp hình không biết rõ không ha. Từ khi mình làm video YouTube á, bạn nào chắc bạn nào cũng giống như mình, ít cái chụp hình lắm các bạn ơi, cứ quay hoài không có giờ để mà chụp hình luôn á. Rồi, đã review xong cái máy rồi đó. Ủa sao không có cọng dây vậy? Coi chừng nó rớt. Đây, cọng dây đây. Cọng dây đây các bạn. Đó rồi. Đây, người ta phát cho cọng dây. Mỗi lần mình quay phim á, mình phải móc cọng dây vô đây, để mình móc vô cái tay mình, lỡ may mà nó có rớt á thì nó còn đeo lại trên cái tay mình á. Mà mình ông xã mình cũng nói hoài mà mình không có làm theo. Cuối cùng mình móc tất cả bao nhiêu cái máy cứ rớt là hư, rớt là hư. Đó, tất cả những cái máy đi qua đời của những video trên kênh Vinh Nguyễn Thì Cuộc Sống Mỹ đó các bạn. Mình chỉ chọn được cái hiệu máy Canon G7X này thôi à. Rồi, coi chừng rớt ở đây cái vui ạ. À. Để vô. Đây các bạn, bỏ pin vô. Mở pin vô, đây cục pin đang biết còn pin không nha. Bỏ vô luôn. Máy này là tiện nhất, rõ nhất, âm thanh rõ nhất. Đứng xa nó vẫn nghe, không cần đeo mic luôn nha các bạn. Nhiều bạn cứ nói, chị ơi xài mic đi, mà mình xài máy này mấy năm rồi không cần mic, chỉ có xài cái phone này, cái phone này nè, đứng xa nó nghe. Wow, lên lên lên. Rồi cái này nó mới lên nè các bạn, phải để coi ông xã mình cũng set up đó ha. Rồi, tất cả những cái đời máy ở đây mình mua, cổ này là đời máy mới mình mua, mình cũng không có review, hôm nay mới review. Để mình review cái máy mình quảng cáo sản phẩm của Canon G7X sao ta. Trời, review mấy cái máy này mà được mở lên chụp hình ha. Bây giờ nó chưa có cài đặt thôi, mà nó biết động vô, mấy con mình động vô nó rối thành một cùi rối ở trong đó rồi gỡ không được nha các bạn. Đợi ông xã mình ngủ dậy thì ông sẽ cài đặt cái gì trong này cho mình, để mình mở qua chế độ video để mình quay phim. Rồi, máy mới đã xong ha. Tập thể dục cho cái máy chút xíu, để coi cái máy chút xíu nữa nó khởi động cho tốt nha, đừng có rớt nửa đường khi mà mình quay video. Rồi, tôi còn gì nữa không? Rồi đây. Đây là cái headphone. Cái headphone thì mình thường để dùng lồng tiếng nha các bạn. Những cái video nào như ươm hạt cây giống, hay những cái video mà mình nhận, mình làm quảng cáo cho người ta, thì mình phải dùng cái lồng tiếng, mà lồng như mình quay xong rồi mình lồng những cái khúc nào mà mình giới thiệu sản phẩm á, thì mình sẽ lồng tiếng vô bằng cái headphone này, mình đeo vô, mình gắn ở trong cái phần mềm, ở trong cái ổ cứng của mình á, phần mềm mà để làm video á, mình lồng tiếng nha. Mình lồng tiếng rất là hay đó. Nhiều cái video mình lồng tiếng các bạn thích nghe, tên video tiệm kem tự chọn gì đó, mình lồng tiếng các bạn xem tới 2 triệu người chỉ quay thôi, rồi về ngồi lồng mình nói gì trong đó cũng được.
Ví dụ mình quay xong rồi bây giờ lúc mình quay mình lâm tập trung quay á, mình không có ý tưởng để mà nói những cái gì hay, khi mà mình về mình ngồi mình nhìn lại các bạn, cái bắt đầu ý tưởng của mình nó nở ra, nó nở bự, nói chung là còn bự hơn con mắt nữa. Cái xong rồi cái nó nhập tâm, bắt đầu mình ngồi mình nhìn cảnh tới đâu là mình nói tới đó. Mà cái giọng khi mà lồng tiếng á, vô trong một cái phần mềm á, thì cái giọng mình nó sẽ hay hơn ở ngoài bình thường chút xíu, nó sẽ trong hơn, nó sẽ nhẹ hơn, nó bớt già đi, nó bớt chua chát đi và nó thêm ngọt nha các bạn. Rồi rồi đây cái máy mới dám để đây không? Đây các bạn, máy GoPro, máy G7X mới. Và chừng cái nó rớt ở đây, nó ngã xuống nó rớt, cái là chưa kịp quay là rớt từ đây, ship nó vô. Rồi còn gì mình chưa mở được không? Cái này thì headphone thì mở ra đeo thử luôn ha. Các bạn, nhiều bạn làm YouTube á, hỏi mình chị xài hiệu máy gì, rồi chị xài phần mềm hiệu gì, rồi nói chung là nhiều thứ lắm. Bữa nào mình rảnh thì mình chia sẻ luôn cái cách mà quay video ra, ghép video như thế nào, rồi đăng video như thế nào. Mà rảnh mình quay mình chia sẻ nha. Bây giờ chưa rảnh, bây giờ cái vườn nó quấn mình quá các bạn ơi, cái vườn nó quấn liên tục, nó không có cho mình rảnh. Mình rảnh á hả, là mình để cây giống nó sẽ bị hư, ở ngoài vườn không ai trồng. Đây cái headphone này, ủa sao kỳ vậy, đây hả, đây. Hello hello, có ai ở nhà không? Hello, nhà có chó không? Không có chó thì sẽ tới, đi tới nhà ai hỏi cô ơi cô, nhà cô có chó không? Nếu có là người ta lo, người ta giữ lại. Ở Mỹ hay là ở Việt Nam cũng vậy, mình vô nhà người ta nhiều chó bắt rê, ở Mỹ nó rất là dữ các bạn, nó ở trong vườn á, mà mình vô mình hỏi người chủ trước đi, mình đứng mình la trước đi để cho người ta biết, người ta giữ lại. Mấy chó nó dữ lắm, nó đâu có biết là nó hiền cái lúc nào mà nó dữ, lúc nào nó thích là nó nhảy lên nó tát. Nhiều con chó ở Mỹ các bạn biết không, người ta đi bộ ngoài hàng rào đó, người ta đẩy con người ta đi mà nó nhảy ra, mà con chó đó sao nó ra nó cắn cái người mà đẩy em bé, nó cắn rách hết trơn người luôn. May là 89 mũi các bạn ơi, cắn mà thịt muốn rớt ra ngoài luôn. Cái người đó là bà con bên nhà mình đó, ở bên phía tiểu bang nóng Florida đó, sáu mấy tuổi mà bị nó cắn vậy đó, mà may phước nó không cắn đứa bé. Còn nhiều con chó nó đi nó thấy mấy đứa bé, nó tấn công một cái đứa bé đó thôi. Cho nên trời nắng bây giờ các bạn cho con cái mà đi bộ ngoài đường á, cẩn thận nha, nguy hiểm ở đâu cũng vậy. Mấy con chó bây giờ nó bị điên nhiều lắm các bạn ơi. Đó, cho nên nó cẩn thận nha. Đây, giới thiệu dàn quay phim của YouTuber Vinh Nguyễn Thị mà giới thiệu luôn cả mấy con chó điên nữa các bạn. Ngộ đời không? Đó, cho nên á, an toàn cho con cái và cho bản thân người lớn của mình nè, đi ra mà bị chó tấn công cũng chịu không nổi, chứ đừng nói mấy đứa nhỏ nha. Mấy đứa nhỏ con chó nó tát một cái là gãy xương á. Nó ghê lắm các bạn ơi. Bây giờ trời nóng người mình còn khó chịu á, chứ đừng nói mấy con chó nha, nó nóng là nó bị điên đó. Rồi. Đã xong. Hello, hát bài nha. Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh? Nói gì ta? Rừng lên nổi, hát thấp, cái tông thấp xuống tí. Ok. Anh ở hạ thấp xuống tí. Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá gió từng đêm gì ta? Từng đêm gì quên mất tiêu. La 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 la
nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Sao anh không ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở thì thầm, mà thương đôi mắt nhỏ em buồn. Mình còn yêu nhau, mình từng xa nhau nên chớ cái giận hơn. Mình gì đó quên, là mình còn yêu nhau nên nhớ nhớ nhau hồi. Sinh hoạt vui vẻ văn nghệ chút xíu rồi còn gì mình chiếu bên đây 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 các bạn. Đây đây là cái sản phẩm chuẩn bị mình open ra thử cái này, cái chân á, cái chân mà mình có thể cầm đi hoặc là mình có thể để. Rồi mình có rất là nhiều chân máy quay phim các bạn, máy quay phim của mình là mình đi đâu mình thấy đồ cũ mình cũng mua đồ cũ mà giống như thấy bà giống như mùa hè này á các bạn. Sợ quá cái máy này, sợ nó rớt. Để được không? Sợ nó rớt quá. Nó để cái gì ngoài trước này nè. Để cái rổ ngoài trước này nè. Lỡ nó rớt đó. Cái nó hứng cái máy. Đây các bạn, mùa hè này ở Mỹ ngộ lắm nha. Ở Mỹ nhiều nhiều nhà người ta đâu có quay phim nhiều đâu, người ta cũng mua máy quay phim rồi về người ta quay. Cái tự nhiên người ta chán người ta không xài nữa. Rồi người ta sử dụng cái phone đó, nó quen rồi bắt đầu cái máy quay phim nè. Là sắp ra người ta bán Yaracel đó các bạn. Những cái người đó là đa số người ta bán máy tốt. Còn những cái người mà đăng những cái máy mà xài không được lên trên mạng bán giá cao là đa số người ta bán máy hư các bạn. Ngộ lắm, chắc phải 10 người đăng là hết 7 người là bán máy có vấn đề rồi. Mấy người bán trên online đó. Còn những người mà người ta không xài đồ nữa, ta đem ra, ta dọn người trước nhà người ta bán vừa bán gì cho vậy á. Ví dụ cái máy quay phim đi, người ta mua 300-400 gì đó, người ta để hôm nay người ta bán 50 đô thôi đó, rồi ơn trả nhiều trả, nhiều lúc trả hăm mấy đô cũng bán luôn. Là Yaracel đó, là những người người ta không khe, người ta không có tính gì nữa hết á. Bây giờ người ta không muốn nữa là người ta giống như vừa bán gì cho vậy á. Mùa hè này mình đi Yaracel sẵn mình quay cho các bạn xem nha. Đó, quay mình mua được cái gì đồ cũ cũng vui lắm. Mà bây giờ an ninh của nước Mỹ đi ra ngoài nó hơi sợ nha các bạn, nhất là người châu Á, người có nước da vàng, người Asian đó, người ta cứ tưởng mình là người của Trung Quốc á, bắt đầu người ta kỳ thị đó. Tất cả những người có nước da giống như vậy, Hàn Quốc rồi Trung Hàn Quốc rồi, nói chung là người châu Á của mình á, cứ ra là bị người ta kỳ thị thôi. Kỳ thị vì cái vấn đề mà Covid-19 đó các bạn. Cái này là cái đèn luôn các bạn ơi, nó bán nguyên cái đèn luôn. Thôi mình không biết mở mất công bẻ ra của người ta nữa. Chu cha mẹ ơi. Mở nha các bạn. Có gãi không đi? Sợ quá vậy. Mở cái máy mà sợ hú hồn, sợ nó gãy cái bụp ngay từ đây. Đây các bạn, cái này là mình có thể gắn cái máy quay phim ở đây. Mình có thể tăng lên, hạ xuống khi mình thích. Đó. Rồi cái này là cái chân của nó. Đó, còn cái này mình có thể kéo dài ra. Chu cha. Đây. Cái túi của nó đây. Đó, mua đủ dụng cụ luôn á. Để mình làm ra một cái video không phải dễ nha các bạn. Rất là nhiều thứ để làm nên một cái video. Rồi rất là nhiều hơi, nhiều công sức, rồi nhiều suy nghĩ để mà nói ra được một cái video quay tới quay lui.
Nhưng mà hôm nay cái video này mình quay từ đầu đến cuối luôn, mình không có quay tới quay lui, quay thẳng thôi. Không có quay lui mà cũng không quay tới, để im máy nãy giờ ngồi nói hoài á. Đó. Rồi cái này tăng lên như thế nào? Tăng lên như thế nào vậy? Cái này dặn lại hả? À, nó chỉ ngắn vậy thôi sao? Xài điện tử giống như Mr. Bean đó các bạn. Dạy khờ một cách là dạy. Dạy vậy thôi không biết. Không có rành đồ điện tử. Cho nên trong nhà phải có một người đàn ông để cho mình hỏi thăm. Còn mình không hỏi được thì mình lên online mình học trước khi mà mình sử dụng những cái đồ gì nha các bạn. Chứ không thôi mình mở ra cái là ốc đi đường ốc, máy đưa đi đường máy, nó bể nát hết. Cái này sao mình làm hoài này. Cái này vặn lên được nữa mà sao mình vặn hoài nó không lên vậy? Kìa cái trên này. Cái vậy? Vậy ngắn vậy thôi hả? Sao trong video nó giới thiệu, trong cái hình này nó giới thiệu dài lắm mà. Hình đâu rồi? Đây nè. Người Mỹ người ta cao như vậy mà nó đứng gần bằng người ta, là cái này mình phải đứng ngay tới đầu ạ. Mà sao kéo hoài nó không ra vậy? Thần tiên ơi thần tiên, làm sao cho con thông minh lên đường tí để con mở được cái máy. Ồ đúng là thần tiên tới rồi các bạn ơi. Vừa cầu nguyện xong là mở được cái này liền. Đây nè các bạn, tự nhiên cái trí thông minh của mình á, nó vô ánh mắt mình cái mình nhìn thấy ở đây. Bây giờ mình kéo lên đó, thần tiên đã tới. Ô mẹ ơi, này là thần tiên nó la, nó giận, nó ký đầu mình đó các bạn. Rồi coi. Rồi còn cái này làm sao mà giữ cho chắc vậy? Chú chà. Vui quá các bạn. Giờ mình kéo nó dài ra nha. Ồ nó nằm ở khúc trên không phải ở dưới, dài lắm á. Ồ cái này được à. Mình có mấy cái chân này nè các bạn. Cái chân này nhưng mà nó rất là ngắn đó, mình không thích lắm. Cái chân này mình mua trên Amazon đó, có 11 đô la. Mà cái này mình có thể cầm tay đi. Khi mà mình để mà mình cẩu cái máy quay phim lên trên này nè, nó hay bị ngã đó. Nó ngã cái rầm vậy nè. Ngã nó xong rồi nó hư máy quay phim á. Rồi mình còn có những cái chân lớn nữa, nhưng mà cái này mình thích đi ra ngoài. Còn khi mà mình đứng lại, ông xã mình lấy cái cục tạ này các bạn, cục tạ bằng sắt nặng ì, ông nhét vô đây để cho nó giữ vững cái máy vậy nè, đó, nó không có bị ngã. Còn khi mà không có cục tạ là nó nhẹ cái máy quá, ở trên cái máy quay phim nó nặng, cái cây này nhẹ quá nó ngã vậy nè. Rồi hôm nay lại có được cái chân máy quay phim này tuyệt vời nha. Wow, nó dài dữ vậy ta. Đây review nằm ngang cho các bạn xem nè. Đó, nó dài sọc vậy nè. Cái này good nè, cái này mình thích nè ha. Vừa có đèn, gõ gõ vài cái chắc nó rớt luôn. Đèn đây. Đó, dụng cụ làm video cho các bạn xem. Rồi, sẽ cố gắng ra nhiều video hữu ích và nhiều video hài vui vẻ gửi đến cho các bạn xem với tất cả dụng cụ máy ASMR. ASMR các bạn, khi mà quay ra một cái video người ta trả tiền rất là thấp nha. Tại vì hồi trước ở trên Google người ta nói làm sao ha? Có một số người ở nước ngoài người ta kiện cái video mà ASMR, kiện bên Google là giống như là làm cho người ta ăn nhiều quá để người ta mập á. Cho nên á, cái số tiền mà nó trả cho video ASMR vẫn thấp hơn cái số tiền mà video bình thường. Cho nên mình nghĩ làm thấy ăn mệt quá à. Mà tiền rất là thấp luôn, ăn không có đủ tiền mà để trả cái tiền mà ăn ra cái sản phẩm mà mua ra cái video để mình dùng á. Cho nên thấy làm mất công quá, nghỉ bớt. Những cái người nào mà làm chuyên á,
người ta làm nhiều view á, người ta mới có ăn, còn mình làm giống như dân thường ngồi ăn á, người ta xem vừa chửi mà vừa không có tiền nó buồn nghỉ luôn các bạn. Mình làm ra được nhiêu tiền á, mình thích mua sắm nhiều các bạn, với đi chợ ăn uống rồi mình mua rất là thoải mái, mình không có ít có dành dụm tiền lắm, cho nên nó mình rất là nghèo nha các bạn, mình mua đồ nhiều quá cho nên mình nghèo vậy thôi, chứ không có dành dụm được. Cái thích là mua cảm thấy thoải mái là cứ mua vậy thôi à, chứ không có biết tiết kiệm cho nên mình nghèo, còn ai biết tiết kiệm thì người ta sẽ giàu. Xé ra luôn đi. Đây còn đây là cái chân máy, mà chân máy đứng mà ba chân nha, nó có ba chân, nó đứng rất là vững, mà cái loại nhôm này là mình thích xài hơn, loại này cũng rẻ, không biết bao nhiêu tiền, nó không mấy hay ba mấy đô không nhớ nữa, các bạn xem video mà mình đi mua các bạn nhớ nha. Đây cái này nó rất là nhẹ mà đứng vững nữa. Đây các bạn, giờ mình mở ra. Mình có rất là nhiều chân máy xịn đủ thứ loại hết các bạn, bữa nào mình show hết cho các bạn xem nha. Còn cái này thì đừng nói là không biết mở nha. Đó, vậy thôi. Chân máy này là rẻ nhất trong tiệm nhưng mà mình thích, nó bằng nhôm, nó như rất là nhẹ, mình có thể di chuyển đi quay ngoại cảnh rồi đó. Nè, rồi nó đứng cũng vững là nó không có ngã, giống như cái chân máy này là chân máy tay cầm nè, mà mình làm chân máy đứng luôn, mỗi lần mình quay á mình kê thêm cái ghế này cho nó cao, xong rồi mình có thể chỉnh lên chỉnh xuống cái hướng này ha. Ở đây như mình có chân máy là khoảng tính trên dưới là 12 cái chân máy quay phim nha, bữa nào mình show hết cho các bạn xem. Bây giờ nó để tùm lum hết nên không có tập trung ở đây. Lấy cái mới này đó, lâu lâu đi chợ thấy cái chỗ cái chân nào thấy ok cái là liếc lấy một cái. Đây cái chỗ này là để máy quay phim thì mình để tất cả máy nào cũng được. Đây, nó có một cái đế để cho mình gắn vô đây ha, rồi mình gắn vô cái máy. Ngày xưa thì phải dùng cái đồng tiền để vặn, bây giờ người ta làm có cái nút vặn ở đây này, vặn vô cho nó chắc lại. Mười mấy năm về trước á là sử dụng mấy cái máy này là phải có cái đồng tiền gắn vô trong cái nút này vặn vặn, giờ thấy đó rồi bỏ vô thôi, khóa lại đây, được cái chân máy để về quay phim. Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay thì mình sẽ nấu món này, hôm nay thì mình sẽ ăn cái này, hôm nay thì mình sẽ trồng cây này, hôm nay thì mình sẽ hái quả táo, hôm nay mình sẽ hái hết cây cherry cho các bạn xem, hôm nay thì mình sẽ không quay phim, mình núp là mình tắt máy vậy thôi. Rất là nhiều video để cho mình sản xuất, nếu mà bạn nào muốn làm YouTube thì cứ làm ha, làm cũng vui lắm, nhưng mà ráng nghe bị chửi hồi cái tự nhiên cái mình nên người. Rồi ha các bạn, thì hôm nay mình đã chia sẻ tất cả những cái dụng cụ quay phim của mình cho các bạn xem đó. Rồi thì chia sẻ thì có gì chia sẻ nấy thôi, cái nào good, cái G7X Chu này đó good nhất nha, quay phim hình ảnh rõ sống động, rồi âm thanh rõ ràng, màu sắc rất là rõ nét, sắc nét luôn, thì mình thích cái đó nhất, cho nên các bạn thấy không, rớt máy nào là mình phải đi mua lại máy đó. Mình sử dụng tất cả là 4 cái máy rồi. Đây, qua đời một YouTuber tất cả những video là sử dụng hết 4 cái rồi ha, chưa tính những cái phone nữa các bạn. Phone thì mình sử dụng phone 5, phone 6, phone 8 rồi nhảy lên phone 11, tới giờ đang sử dụng cái phone 11 quay cho các bạn đó. Rồi bây giờ thì video đã dừng tới đây thôi, xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, mình sẽ ra những video đẹp trên cái máy đẹp mới mua nha.
chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ. Bạn nào thích làm YouTube thì hỏi mình đó, có nhiều thì mình trả lời hết rồi đó. Nè, còn cái chân của cái máy Google của gì đây, chưa mở đây, mở đó luôn. À, mình mua cái máy quay phim này á là mình có mua bảo hiểm nha các bạn, mình có mua bảo hiểm cho 2 năm $50 thôi, nếu mà rớt máy bể người ta đền cho mình máy mới vậy thôi, vậy đó. Còn mình mua 4 năm á thì mình đóng $100. Bây giờ bảo hiểm rất là rẻ, hồi xưa đó bảo hiểm mắc lắm các bạn, bảo hiểm mua cái máy 500-600 bảo hiểm $200-300, ngộ đời. Hồi xưa mình không mua bảo hiểm, bây giờ mình thấy nó rẻ thì mình mới mua đó. Đây, còn cái này là cái tay cầm của cái máy GoPro đó. Mình phải rảnh thời gian ngày mình học tiếng Anh đó các bạn, tiếng 1 giờ đồng hồ để cho mình biết cách phát âm với mình biết cách nói, chứ ai mà ở Mỹ mà không biết nói tiếng Anh thiệt, không biết nói tiếng Anh thiệt, lười quá mà không có tiếp xúc ra ngoài. Nếu mà mình ra ngoài mình đi làm á thì mình sẽ biết nói tiếng Anh, còn từ khi mình qua Mỹ mình cũng ít ra ngoài đi làm. Mình làm tiệm phở ở cho tiệm Việt Nam, nói chung là tiếp xúc với người Việt Nam không, sao mình biết nói tiếng Anh. Rồi đây, cái này là cái máy dùng cho cái Google đây, gắn vô ha, gắn hướng nào không biết nữa, tí nữa tìm hiểu gắn, chắc thọt qua đây quá, nghi ở đây quá ha. Rồi máy này mua $700 nha các bạn, còn cái này mua mười mấy đô sao đó. Còn một cái nữa, nói chung là chưa kết thúc video ở đây được. Rồi còn cái này nữa nè, cái này mua cũng mấy tháng trời rồi mà bây giờ mới open cho các bạn xem mà chưa sử dụng luôn, mới mở ra nhìn thôi. Đây là một cái tay cầm mà chống rung nha các bạn, mình mua $350 hay $400 gì đó. Đây, nó rất là, nhìn nó rất là đủ thứ luôn, nó công phu dễ sợ luôn, mà nhiều quá mình không có rảnh để mình biết luôn các bạn. Cái này chắc ông xã mình rảnh nè, không rảnh không coi, không tìm hiểu không biết mua chi mà bây giờ mở không ra luôn nè. Đây nè các bạn, đủ thứ đồ nè các bạn, bạn nam nào biết sử dụng mấy cái này chỉ mình với đó, bật lên. Cái này nó có đồ điện tử trong này, khi mà mua về á phải cài phần mềm vô trong này các bạn ơi mình mới quay được, có điều chỉnh nè, cái nào mở cái nào tắt, bỏ pin chưa, đây các bạn đó, rất là nhiều đồ nghề mà chưa sử dụng tới luôn. Rồi nhiều thứ còn nhiều thứ gỡ không ra các bạn ơi. Cái này là cái gì, hai lúa không biết sử dụng lúa, nhưng mà mua rất nhiều lúa mà không biết nấu ăn. Đây, mua cái này xong rồi để miết ra, bây giờ mới lấy ra sử dụng nè. Nè đó, cắn máy vô đây chỉnh sao cho nó quay nó kịch để mình quay phim. Rồi tất cả những cái sản phẩm điện tử, đồ dùng điện tử mà mình giới thiệu cho các bạn thì đã giới thiệu xong hết trơn rồi. Cái này bữa nào sử dụng quay vườn nha, cho nó khỏi lắc nha, chống rung cực không rung. Rồi bây giờ mình sẽ dừng video ở đây thì thôi, các bạn xem video của Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ thì các bạn ủng hộ giúp mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ ra nhiều video hữu ích gửi đến cho các bạn xem. Xin tạm biệt các bạn ở đây, tạm biệt các bạn.